con gái Quyền Linh, Thảo Linh xinh như công chúa, chấp cam thường trong tiệc sinh nhật tuổi 18. Dù được nhiều người hối cho con đi thi hoa hậu, nhưng nam MC từ chối vì một lý do. Ái nữ nhà MC Quyền Linh, Lọ Lem, ngày 6 tháng 4 vừa qua đã tròn 18 tuổi. Trong tiệc sinh nhật, Thảo Linh hóa thân thành nàng thơ trong chiếc đầm màu trắng xinh xắn. Vẫn vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng, Lọ Lem làm đốn tim bao người. Ngay cả những tấm ảnh chụp trộm bằng cam thường, trông cô bé vẫn đẹp tỏa sáng. Nhan sắc của ái nữ nhà Quyền Linh nhận nhiều lời khen từ công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều lời chúc mừng sinh nhật tới Lọ Lem như: nhà có hai hoa hậu rồi, chúc mừng sinh nhật con gái, dễ thương quá, thi hoa hậu thôi con. Tuy nhiên, MC Quyền Linh đã có chia sẻ rằng bản thân chưa bao giờ hướng đến hay mong muốn con gái đăng ký ứng tuyển những cuộc thi sắc đẹp. Anh sợ con gái cưng sẽ gặp phải nhiều áp lực, mà ở độ tuổi này, anh muốn con gái sẽ tập trung học hành nhiều hơn. Nhờ có sự quan tâm sát sao từ bố, chị em Lọ Lem hạt rẻ không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp mà còn có thành tích học tập xuất sắc, lối sống giản dị, nhân hậu, biết yêu thương mọi người xung quanh. Có lẽ dù hai cô bé không tham gia đấu trường sắc đẹp nào, nhưng sẽ luôn là hoa hậu của tất cả khán giả yêu thương.